Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một trình airdrop claim 100 triệu token BXN từ sàn Poisson Swap nha các bạn. Đây là một sàn DeFi nha các bạn. Sàn Swap có thể farm và có thể bull được các bạn. Thì hiện tại token BXN nó có chương trình bán hàng VCL nên nó cho các bạn claim airdrop nè các bạn. Thì để claim được thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Sau đó các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè, các bạn cần vào mục đáp và các bạn dán vào các bạn. Đây là token của sàn khá là tiềm năng nè các bạn. Rồi khi vào sàn các bạn nhớ chọn mạng BB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn bấm qua một claim airdrop nè. Rồi các bạn việc bấm vào claim airdrop nè các bạn. Rồi các bạn sẽ tốn một chút phí gas là 0.03. Ủa sao mình chọn mạng HT ta. Rồi các bạn vào claim các bạn sẽ tốn một chút phí gas pin pin các bạn. Rồi bấm xác nhận nãy mình rồi các bạn nhập mật khẩu của mình vào các bạn. Nãy mình lộn các bạn, nãy mình chọn mạng Hobie của Chen xíu nữa tôi mạng này mất phí gas qua mạng. Rồi các bạn bấm xác nhận các bạn. Sau khi các bạn xác nhận xong thì các bạn vào trang BC scan kiểm tra nó về chưa các bạn. Rồi các bạn dán địa chỉ pin pin Smart Chain của các bạn vào đây nè. Rồi cái máy lock hết nói luôn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào mục này nè các bạn. Các bạn vô đây các bạn kiểm tra nè các bạn. Chắc đã về. Claim chắc lỗi. Ok, mình đã về được 10 triệu. Ok, mình đã về được 100 triệu token BSC nè các bạn. Đây token của sàn Poisson nè. Sau này mà token ở này sàn này phát triển thì có thể ít nhiều tài sản lắm các bạn. Tổng cung cũng đâu có cao đâu các bạn. 3 6 9 12. Tổng cung cũng khá là thấp nè các bạn. Rồi các bạn mở chỉ chút led của mình ra nè. Nếu mà so với số tôi cần mình nhận đó. Rồi các bạn bấm vào thêm tài khoản để chip đồng nữa. Tưởng được con này tổng cung đủ dài thiên không. Rồi tên là Poisson nè các bạn. Sao chép ký hiệu BXV BNX. Rồi số tài khoản 18. Rồi tất cả các bạn bấm làm xong rồi tất cả các bạn. Sao con máy nó không ăn thái dạ. Từ hình nó mắc mạng tào lao. Rồi các bạn sẽ nhận được 100 triệu token BXN. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn gọi là 100 triệu token BXN đến từ sàn Poisson đến em kết thúc mà. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.